Vâng, xin chào quý vị. Vâng. Trước mặt mọi người đây là một cái bộ loa chung. Đấy, loa chung rời rất là to, hầm hố của Bioner nhá. Đây. Cực hầm hố luôn này. Đấy, quý vị xem này. Màng giấy nhá, màng giấy màu vàng rất là đẹp. Này, gân vải này. Đấy. Gân rất là to, khủng bố như giày đấy nhá. Vâng, đấy, quý vị xem chưa? Rất là dày. Đấy. Đây con này thì nó có hộp cộng hưởng riêng của cái loa chung luôn này, rất chất nha. Đấy. Khủng bố luôn. Rồi. Thế bên này thì cái màng của nó có một cái vết có một cái vết như kiểu cái lỗ đây một tí nhá. Vâng. Cái này thì nó không hưởng gì chất âm đâu. Vâng. Có thể là do quá trình đi lại gì đấy thì có một cái gì đấy nó bị tác động vào đây thì nó tạo ra một cái lỗ này nhá. Đấy. Đây còn bên này thì đây, con này bình thường. Đấy. Nó hơi nhăn tí xíu thôi. Đấy. Đâu ok. Đấy. Chung đây nhá. Cái con này thì là đi kích thước như sau này. Con này là đường viền của nó là 14,5 nhá, 14,5 là quý vị xem. 14,5 vâng. Có khi là 14,8 ấy. Vâng. To hơn một tí xíu nhưng thôi em cứ tính là 14,5 nhá. 14,5 đấy, 14,5. Với cái hộp cộng hưởng này của nó là đi có cái đường kính hộp cộng hưởng là đi bao nhiêu đây? Vâng. Ui, to phết, 11 cm luôn. Đấy, rất là khủng khiếp quý nhá. Rất khủng khiếp luôn. Đấy những con này thì em cũng khẳng định luôn là rất ít về nhá. Rất ít về những con này. Đấy. Cả cái đợt chung này về có một con này là cực khủng như này thôi. Và con này phải đến cả năm nay rồi, hơn năm nay rồi nó mới xuất hiện một lần nữa nhá. Còn trước đấy lâu lắm rồi, con 71 à, 721F này lâu lắm rồi, bây giờ nó xuất hiện một lần thứ hai ở đây nhá. Nên là quý vị ai có nhu cầu mua thì hẹn ngay cho bên em. Đấy, số điện thoại bên em là 0966 594581 nhá. Với những con này bình thường ra hàng đó đẹp hơn con này một tí xíu này thôi. Đẹp hơn một tí xíu thôi nhá. Giá của nó là 2 triệu 4. Đấy thôi thì con này em để cho quý vị là đi là 1 triệu 9 nhá. Quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ cho bên em. Vâng, số điện thoại bên em là 0966 594 581 và địa chỉ khóa tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng. Em xin chào quý vị. Và xin gặp lại mọi người ở trong những video theo của bên em. Thông tin mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0966 594 581 để đặt hàng nhé. Vâng. Xin chào mọi người. Vâng.